đấy. Vào thằng này chết chắc rồi, con bot trên này ai bắn đi, Mark the location. Nhưng mà có thính đấy, có kéo cái lên đâu. Có cái cứt mà bot. Bà số 3 lên được hẳn máy luôn hả? Bà leo lên lúc nhà hay quá nhờ. Hay quá nhờ. Sao không? Đây nha, đây nha. Đứng đây nè. Đây 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 số 2 nha. Tôi làm một lần duy nhất nha. Đấy, rồi đứng lên cái thành đấy. Đúng 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 đúng. Đúng. Nhảy nhiều vào, nhảy nhiều vào, nhảy nhiều vào. Nhảy nhiều rất là hay. Cách xa ra một xíu. Mà hoặc là kiếm cái thang rồi. Đây này, xuống kìa. Xuống kìa, loay xuống kìa. Nghe rồi, nghe rồi. Mày ngáo à mẹ. Mất mày công. Mày ngáo này. Mất công nhảy xuống. Ôi, rồi chết rồi, chết rồi. Sao đấy? Mọi người không nhảy lên được à? Ừ nha, thế thì chứng tỏ vẫn kiểu gì có thằng bay xuống tiếp. Đúng rồi. Ở đây cho súng dụng thôi anh em ạ. Ở đây cho súng dụng, ở đây cho súng dụng. Này trên đòi bắn xuống được á mọi người. Đây này, ba cherry này, đứng dịch dịch cái đây này. Úi giời ơi, giời ơi, giời ơi. Ôi con sông quê ơi, giời ơi, trời ơi, cố lên, trời ơi, trời ơi. Nó chết ta lên, ừ. Nó sửa lỗi rồi. Sao bây giờ nhảy dễ hơn bên này? Ta lên được, bây giờ không lên được nữa. Sao không nhảy? Mọi người cách xa một xíu. Ê, cách xa ít thôi. Rồi xong. Rồi vay nồi, đéo lên nữa. Đéo lên. Ừ, nó cứ kiểu lắc lắc cái gì, lúc lên được cũng không. À. Cái bên kia tất nhiên nào 100% lên được kìa. Mà bên này khó lên lắm. Ngoài bò đấy. Cứ ngồi đấy mà lên. Này, ừ, to mày lên mà còn tận đông. Bò này cũng to đấy mà 17 thằng là đông đấy.